Địa ngục là cõi tịnh độ vô song. Kinh nghiệm của Sofu Tulu. Bản mô tả Tây Lốc này là một tác phẩm có ý nghĩa sâu xa, tốt đẹp, được viết theo nguyên bản Tây Tạng. Sofu Tulu trần truồng rời khỏi thân, nhưng ông vẫn sở hữu mọi giác quan giống như còn sống. Ông bắt đầu cuộc hành trình dọc theo con đường xám, dài và hẹp trong Pado. Ông đi vội vã, bị thúc đẩy bởi lực của gió nghiệp và không được tự tại để an trụ bất động. Không gian tối tăm, không có ánh sáng mặt trời hay mặt trăng, đầy dậy những bão tố, lũ lụt và bão tuyết, và dội lại những tiếng la như sấm, giết giết đánh đánh. Nhiều người từ cõi người đã đến đây và bị hành hạ bởi sợ hãi, rối loạn, đói và khát. Trong số họ có một Lạt Ma, Chotra Yangpo, mà Tulu từng biết. Ông hỏi, Lạt Ma, ngài làm gì ở đây? Vị Lạt Ma đáp, tôi ở đây để giải thoát một số người có nghiệp kết nối với tôi. Ngài đã giải thoát nhiều người qua năng lực của Quán Thế Âm, Đức Phật của lòng bi. Tulu cầu nguyện đến Đức Phật lòng bi cho những bạn đồng hành đau khổ của ông. Lập tức Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất hiện phía trước ông với diện mạo mỉm cười hoan hỷ và nói: con phải quay bánh xe vĩ đại làm chuyển ngược sinh tử, con phải dẫn dắt chúng sanh của Ba Đô đến cõi tịnh độ, vậy hãy hát Om Mani Bát Mê Hung Tuột Lô ban giáo lý cho những chúng sanh và nói bài nguyện mong ước. Cầu nguyện mong ước đòi hỏi phải tụng niệm hay hát những bản văn để đạt được những mong ước khác nhau. Lập tức ông thấy cõi Bạc Đồ đã trống rỗng, nhưng sau đó trong chút lát đã đầy dẫy những người mới đến. Kế tiếp Tột Lô đến cánh đồng xám của cái chết, là một cánh đồng cát nóng. Đây là cánh đồng của sáu bất định. Những chúng sanh không chắc về nơi đi hay ở, cư trú nơi đâu, làm gì, ăn gì, đi cùng với ai, và không chắc về cảm giác của họ, vì mọi sự luôn thay đổi. Vì Tulu không có kinh mạch vật chất, năng lượng của ông phơi bày và không thể kiểm soát được ý thức, nên tâm ông chạy như ngựa hoang. Vì không có mặt trời và mặt trăng bên trong của tinh chất trắng và đỏ, nên ông không cảm thấy có ánh sáng mặt trời hay mặt trăng ở bên ngoài, và mọi sự đều tối tăm. Ánh sáng của năm khí của thân ông xuất hiện như ánh bình minh. Những tia sáng không thể chịu nổi, vẫn chớp lóe, như thể những hành tinh và ngôi sao đáp xuống đất. Trong một không gian của bóng tối và ánh sáng như vậy, những thói quen tinh thần của ông phóng chiếu những hình tướng đáng sợ, những quái vật nguy hiểm. Bên cạnh rất nhiều người, Tột Lô còn thấy một Lạt Ma đang đau khổ. Tột Lô cầu nguyện và quay bánh xe cầu nguyện của ông, nhưng vì vị Lạt Ma không tin nơi ông nên Tột Lô không thể giúp được. Sau đó Tột Lô đến đường đèo cát của ngọn núi giữa sự sống và chết. Ông thấy hai con đường tối cho những người đã phạm những hành động xấu ác nghiêm trọng. Người trên đường này chỉ trượt xuống như những tảng đá lăn thẳng xuống nền sắt nóng bỏng của địa ngục. Con đường kia màu trắng dành cho những người đã tích lũy những hành động thiện. Bằng con đường này, người ta đến phiên tòa của Pháp Vương để xét xử. Từ đó, họ có thể đi đến cõi tịnh độ qua con đường của ánh sáng ngũ sắc. Tột Lô thấy Sasa Trasi mà ông biết từ trước đang bị đau khổ dữ dội. Trasi cầu xin Tột Lô cầu nguyện dùng, nên Tột Lô cầu nguyện và quay bánh xe của ông. Mặc dù Trasi đã phạm nhiều hành động xấu, nhưng vì có niềm tin nơi Tột Lô và có nghiệp nối kết trong quá khứ, nên ông ta đã được giải thoát khỏi nơi đó. Sau đó Tột Lô đến dòng sông nâu to lớn không thể vượt qua của cái chết. Đó là một dòng sông khổng lồ dưới nước đồng sôi chảy nóng bỏng, đầy dẫy mọi loài chúng sanh đùi bại, sự phản chiếu của việc xây dựng thói quen nghiệp của họ. Bắc qua sông là cây cầu sắt của sự chết. Một số người đã làm việc thiện thấy nó như một cây cầu rộng
đi qua dễ dàng. Họ không chú ý bất cứ những gì đe dọa dưới dòng sông. Nhưng với số lớn người đã làm việc xấu, lại kinh nghiệm cây cầu thật chật hẹp, dường như chỉ làm bằng vài cọng rơm, họ bị những tử thần xua đuổi phải băng qua cầu. Nhiều người bị rớt xuống sông chịu đau khổ vì bị thiêu đốt và bị những sinh vật sống ở đó cắn. Tô Lô niệm cầu nguyện và quay bánh xe cầu nguyện. Hành động này của ông đã giải thoát được một số người. Sau đó, Tô Lô đến cõi địa ngục. Đó là một vùng đất có nền sắt nóng bỏng. Giữa những ngọn lửa cao, nghe được những tiếng kêu gào la khóc. Đây là một nơi khi nhìn thấy sẽ không thể chịu nổi. Quay bánh xe cầu nguyện, Tô Lô lập nguyện và mong ước. Ông công bố giáo lý mình. Hãy nhận ra khái niệm ảo tưởng của các bạn như chúng là, thì cõi địa ngục là cõi tịnh độ vô song. Vị Pháp Vương là thân của chân lý phổ quát Pháp thân. Tùy tùng của Ngài, những tử thần là những bổn tôn hiền minh và phẫn nộ. Cầu mong các bạn đạt được thực tánh như nó là. Ông niệm ba lần Om Mani Padme Hum. Đột nhiên địa ngục tràn đầy ánh sáng cầu vồng. Tất cả chúng sanh được kinh nghiệm cảm giác hoan hỷ và an bình. Kế tiếp, khoảng 100 vị hành hình được dẫn đầu bởi những tử thần và bổn tôn bảo vệ trắng đến để chào đón Tô Lô với âm nhạc và cúng dường. Tô Lô đi vào phiên tòa của Pháp Vương. Theo sau khoảng 1.000 người chết. Pháp Vương tán thán: người đến đây thật tốt làm sao. Nếu có thể nhận ra được thì ta là thân của chân lý phổ quát Pháp thân. Nếu không nhận ra được thì ta là Pháp Vương của những tử thần. Người quyết định ai làm điều thiện và ai làm điều ác. Chúng sanh với thù hận thì đi xuống địa ngục. Người bám luyến thì đến cõi ngạ quỷ. Người ngu dốt đến cõi súc sanh. Người ganh tị đến cõi A-tu-la. Người kiêu mạn đến cõi thiên. Người có hành động đạo đức pha lẫn với năm cảm xúc phiền não thì đến cõi người. Những người thực hành hành động đạo đức thanh tịnh thì không phải chịu đựng trong Bạc Đô hoặc trong địa ngục. Họ sẽ đi thẳng đến cõi tịnh độ, như cõi tịnh độ cực lạc ngay sau khi chết, như chim đại bàng bay qua bầu trời. Vị Pháp Vương ban lệnh cho những tử thần: ta thấy trên bàn cân có hàng trăm ngàn người mới chết, vậy hãy xem họ làm thiện hay làm ác. Hãy xem hành động của họ trong gương toàn hiện. Tham khảo sổ sách để phô bày chi tiết. Cân hành động của họ đó là công bằng. Hãy lắng nghe âm thanh của trống chiến thắng và đừng tạo bất cứ sai lầm nào. Những vị hành hình thỉnh cầu chính Pháp Vương nhìn vào gương, vì những chi tiết nghiệp của chúng sanh rất khó xác định. Vào lúc đó, Pháp Vương ra lệnh bổn tôn bảo vệ và hát quỷ trình bày cẩn thận trường hợp của mỗi người. Bổn tôn bảo vệ trắng biện hộ cho những người đi theo Tô Lô. Ngài thu thập một núi sỏi để tiêu biểu cho hành động thiện mỗi người trong họ đã tích lũy. Sau đó, hát quỷ tranh cãi chống lại họ và chất đống một núi sỏi đen để biểu tượng cho những hành động bất thiện mà họ đã làm. Dựa căn bản trên sự phát hiện này, Pháp Vương gửi những người có hành động đạo đức đến cõi tịnh độ hoặc đến cõi người, và những người làm việc bất thiện bị đầy xuống cõi thấp. Sau đó, Pháp Vương hướng dẫn A Qua Đầu Bò dẫn Tô Lô đi xem hai cõi địa ngục lạnh và nóng. Tô Lô đi qua 8 cõi quả ngục. Ở mỗi nơi, ông đều cầu nguyện đến Đức Phật của lòng bi và hát Om Mani Padme Hum và thiền định về sự trao đổi giữa mình với người khác. Trao đổi chính mình với người khác là một thực hành thiền định đem hạnh phúc của mình cho người khác và nhận lấy đau khổ của họ vào mình qua năng lực của lòng bi. Trong những năm gần đây, thực hành này đã trở nên phổ biến giữa những Phật tử phương Tây sử dụng thiền định đặc biệt của Tôn Lên, tức cho và nhận. Và trong cách này, ông đã giải thoát nhiều người. Tô Lô đã gặp nhiều người từ cõi người, một số người ông biết và một số người thì không. Nhưng tất cả họ đều gửi thư cho gia đình,
cầu xin gia đình làm một số hoạt động giáo pháp và hồi hướng công đức cho tên của họ. Nhiều vị Lama và chư Phật đã đến những cõi địa ngục và giải thoát chúng sanh bằng việc ban giáo lý và ban phước. Sau đó, Tô Lô trở lại vị Pháp Vương, Ngài ra lệnh cho ông trở về cõi người. Ngài nói, hãy mô tả sự đau khổ của những cõi địa ngục cho mọi người, hãy thực hành việc làm đạo đức và từ bỏ hành động bất thiện, hãy ban giáo lý. Ngươi sẽ làm nhiều lợi ích to lớn. Trong đời sau, ngươi sẽ đi thẳng đến cõi tịnh độ thiên đường và làm lợi ích nhiều hơn nữa. Bây giờ Tô Lô cảm thấy ông đang trở về cõi người dọc theo con đường ánh sáng dưới sự đưa tiễn của bổn tôn bảo vệ trắng bằng âm nhạc và hương thơm khắp nơi. Tô Lô cảm thấy mệt lả trong một lúc. Ông thấy Đức Guru Rinpoche quán đảnh trường thọ cho ông và ban những tiên tri truyền cảm hứng. Cuối cùng Tô Lô thức dậy, thấy mình trong thân người và mọi người vây quanh. Thân tướng bất khả phân với trí tuệ. Kinh nghiệm của Taqua Troma. Taqua Troma du hành đến một số cõi tịnh độ và địa ngục. Trong tóm tắt này, tôi đưa ra nhiều chú ý về những kinh nghiệm của bà trong cõi tịnh độ của Đức Guru Rinpoche, vì những cõi địa ngục đã được mô tả đầy đủ trong những truyện kể khác. Sự biểu lộ cõi tịnh độ của Đức Guru Rinpoche. Taqua Troma cảm thấy bà đi qua bầu trời, dục lên cao như chim kênh kênh. Bà thấy chính mình trong cõi biểu hiện tịnh độ của Đức Guru Rinpoche, vị Phật trong thân tướng một bậc thầy giác ngộ, có vô số cánh đồng bao la. Trong trung tâm, bà thấy một núi đá đỏ khổng lồ. Ngọn núi đó được bao quanh bởi những rặng núi như lưỡi kiếm, tất cả đều tỏa ánh sáng màu hồng nhạt. Bầu trời được trang điểm bằng một dòm ánh sáng cầu vồng ngũ sắc. Mọi loại chim đẹp đẽ đang hót và chơi đùa vui vẻ. Mặt đất được bao phủ mọi loại hoa nhiều màu sắc. Toàn bộ không gian tràn đầy hương thơm nhẹ nhàng, làm mọi giác quan của bà choáng ngợp. Cũng có một ngọn núi màu xanh dương, như thể là bằng ngọc bích, không có những hình tướng mờ ảo, mà là những hình ảnh sống động hiện diện thật sự. Tara Trắng là vị bổn tôn bảo vệ của Taqua Troma. Bà cầu nguyện đến Guru Rinpoche bằng việc tụng niệm bài nguyện kim cương bảy dòng và thiền định về Guru Yoga. Bà thực hiện đảnh lễ và cúng dường đến cõi tịnh độ. Giữa ngọn núi, bà thấy cung điện phi thường của Guru Rinpoche được gọi là Liên Hoa Quang. Cung điện là trí tuệ giác ngộ của Guru Rinpoche xuất hiện tự nhiên trong hình tướng của một lâu đài ánh sáng quang minh. Lâu đài trong dạng cấu trúc sang trọng nhất, làm bằng năm vật liệu quý và trang hoàng với rất nhiều dấu hiệu phong phú. Mỗi chi tiết biểu hiện và dạy một phẩm tính và trí tuệ đặc biệt của Phật tánh. Cõi tịnh độ này đầy những vị thầy giác ngộ Dakini và Taka. Tại cổng phía đông của cung điện, bốn Dakini giúp Taqua Troma thay quần áo mới đầy màu sắc và tỏa ánh sáng như cầu vồng. Sau khi đi vào cổng pha lê hùng vĩ, bà leo lên một dãy bậc thang dài. Sau đó, trong một căn phòng rộng lớn, bà kết hợp với những Lama Dakini trong việc thực hiện nghi lễ đại cúng dường. Bà tụng niệm bài nguyện tịnh hóa cùng với các ngài. Kế tiếp, một Dakini với nước da xanh hộ tống bà đến một lâu đài rộng lớn, cung điện chánh trong vô số cung điện. Ở đó, bà tham gia trong một nghi lễ tịnh hóa cùng tắm với những vị khác. Taqua Troma được cho thấy quanh cung điện kỳ diệu này và cũng được đến những nơi khác của quần thể cung điện. Tại những cung điện khác nhau này, bà được chào đón và ban phước bởi những vị thầy trong thân tướng chư thiên rực rỡ, năng lực tâm linh tỏa sáng choáng ngợp. Một số các vị là thầy của bà trong quá khứ như Yeshe Tochan,
công chúa Mantaraja, Lechi Wamji, Chansi Wangpu và nhiều vị Dakini. Bà bày tỏ lòng tôn kính đến các ngài và cầu nguyện sùng kính chân thành. Dưới chân của Đức Guru Rinpoche, được hộ tống bởi Tara trắng, Takwa Troma đi vào một cung điện khác đẹp đẽ phi thường, như thể được làm bằng pha lê đỏ. Đó là một lâu đài mênh mông thật bao la và cao sừng sững vượt khỏi bất cứ sự tưởng tượng nào. Dù số đồ trang sức được trang hoàng, tràn đầy sự phong phú, giàu có vô tận và rất nhiều bữa tiệc cúng dường không thể tưởng. Cuối cùng, ở giữa một căn phòng lớn, Takwa Troma thấy một ngai khổng lồ cao, dường như cao hơn một tòa nhà 3 tầng. Ánh sáng từ ngai chiếu ra mọi hướng. Trên ngai đó, bà thấy sự hiện diện kỳ diệu của Guru Rinpoche, Padma Samhapa, hiện thân của trí tuệ, lòng bi và năng lực của tất cả các bậc giác ngộ. Chung quanh ngài, bà thấy vô số các vị thầy, Dakini trong nhiều thân tướng khác nhau, với màu da, quần áo, cử chỉ và tư thế khác nhau. Nhìn thấy Guru Rinpoche, mọi khái niệm của bà tự nhiên ngừng lại. Bà đạt được sự chắc chắn trong nhất như với một trạng thái phi thường, không thể diễn tả. Bà an trụ trong trạng thái này một lúc vừa cực lạc vừa đơn độc. Sau đó, Takwa Troma đến gần ngay và đặt trán vào chân Guru Rinpoche. Guru đặt tay ngài lên đầu bà ban phước và niệm bài nguyện kim cương 7 dòng. Khi Troma đi thăm cõi tịnh độ, rất nhiều vị thầy ban cho bà giáo lý và phúc lành. Bà cũng gặp một đại lạt ma tên là Tê Chang Tuji, người chú sau của bà. Ông thọ tái sanh vào cõi tịnh độ của Đức Guru Rinpoche. Ông truyền đạt giáo lý, ban phước và tiên tri cho bà và khuyên bà trở lại cõi người. Kế tiếp, Takwa Troma được dẫn đến một căn phòng trang bị đồ đạc có sức quyến rũ với giường, gối và gối ôm, với một người phụ tá đứng gần. Bà ngủ một lúc. Sau khi thức dậy, bà đi gặp Guru Rinpoche lần nữa và niệm bài nguyện kim cương 7 dòng, rồi lập nguyện mong ước. Guru Rinpoche ban quán đảnh và ân phước cho bà. Với lòng đại bi, ngài nói: "Bây giờ với nhận biết đau khổ của 6 cõi phàm tục, còn phải trở lại cõi người, hãy kể với mọi người những gì con thấy và khẩn nài họ hoạt động đạo đức." Takwa Troma rời khỏi Guru Rinpoche với tấm lòng nặng nề và 2 dòng lệ. Trên đường ra, tại những cổng và cung điện, bà chào tạm biệt đến những vị thầy Dakini và nhận sự ban phước của các ngài. Những lời uyên thâm cho cõi người. Sau đó, Tara trắng dẫn Takwa Troma đến những địa ngục. Chuyến hành trình của Takwa Troma qua kinh nghiệm của Bardo, bà thấy pháp dương của những tử thần trong thân tướng phẫn nộ và khủng khiếp tại phiên tòa xét xử. Trong lúc thăm những cõi địa ngục, bà giúp đỡ nhiều chúng sanh đang đau khổ bằng giáo lý, cầu nguyện và hát mantra của Guru Rinpoche: Om Ahum Pensa Guru Padma Siphi Hung. Bà cũng thấy hậu quả của nghiệp tác động và tính đau khổ khốc liệt của những cõi địa ngục bằng 2 con mắt trần của bà, nên khi trở về thế giới người sống, bà sẽ giảng dạy nhiều hiệu quả hơn. Bà cũng đem về nhiều thư từ của người chết đến người thân của họ trong thế giới người còn sống. Tara trắng kế tiếp dẫn Takwa Troma đến thăm Botala, cõi tịnh độ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và Yuklokopa, cõi tịnh độ của Tara, trước khi trở về cõi người. Khi Takwa Troma đang thăm cõi tịnh độ của Tara, đột nhiên bà cảm thấy rằng Hapmapala Sringma đang gọi bà 3 lần: "Takwa Troma, hãy về cõi người." Sau đó một ý tưởng khởi lên: Rinpoche, chú của mình, cha mẹ và người thân đang ở thung lũng Thom, mình phải đi về. Bà trở về với Đức Tara trắng trong chốc lát. Tại nhà, ngài Trôm Rê Trung, vị thầy của bà, mở cửa phòng,
nơi để thân xác bà và thực hiện nghi lễ trường thọ cho bà. Ngay sau đó, dòng tâm thức Takwatruma trở lại thân. Bà mô tả sự nhập lại thân theo cách sau. Bà cảm thấy thân thể tê dại và những cảm giác khó được rõ ràng. Bà thể nhập trong sự sùng kính đến những bậc giác ngộ, hoan hỷ trong ký ức về cõi tịnh độ và cảm thấy đau buồn về sự đau khổ của những địa ngục. Từ trạng thái pha trộn như vậy, bà hoàn toàn lấy lại ý thức, như thể thức dậy chậm chạp sau một giấc ngủ sâu. Chú của bà, Trung Ba, đang đứng trước bà, đang cầm một mũi tên của nghi lễ trường thọ và nhìn bà một cách quan tâm với đôi mắt đỏ ngầu. Bà không dám nói một câu vì cảm thấy một chút lúng túng. Những Lama thực hiện nghi thức tịnh hóa. Bạn của bà khóc và hỏi: "Bạn mệt không? Đói không? Có khát không?" Bà chẳng thấy bất kỳ sự đói hay khát nào, nhưng bà chẳng thể làm họ tin. Cuối cùng, tất cả đều hưởng thụ bữa tiệc nghi lễ cúng dường. Takwatruma đưa những lời khuyên cho mọi người về việc ngăn ngừa bị tái sanh vào những cõi địa ngục và bảo đảm tái sanh vào cõi tịnh độ. Sau đây là bản tóm tắt thông điệp của bà gửi cho mọi người ở cõi người. Hãy tịnh hóa những việc làm xấu đã vi phạm qua thiền định, kiềm chế không tiếp tục vi phạm nữa. Phát triển công đức, tụng niệm kinh điển, sao chép kinh văn, tỏ lòng tôn kính và cúng dường đến những đối tượng thiêng liêng như những hình tượng. Thực hiện nghi thức của những bổn tôn khác nhau và tụng niệm mantra của các ngài. Thực hiện những bữa tiệc cúng dường. Cứu giúp người khác khỏi tổn hại, chuộc mạng sống những súc vật sắp bị giết thịt. Dương cờ cầu nguyện lên, chạm khắc mantra lên đá, xoay bánh xe cầu nguyện và tuân thủ nghi lễ nhịn ăn. Phát triển và duy trì lòng sùng kính đến chư Phật và giáo Pháp. Phát triển lòng bi cho tất cả chúng sanh. Đặc biệt, tuân thủ và hoàn thiện ba nhận thức thanh tịnh, thấy mọi sự đều là cõi Phật tịnh độ, nghe mọi âm thanh đều thiêng liêng và kinh nghiệm mọi cảm giác như vật chất, tinh thần và những xúc cảm như trí tuệ Phật, an bình, hoan hỷ tối thượng và toàn giác. Cuối cùng, hãy hồi hướng mọi công đức của hành động thiện của bạn cho riêng cá nhân mình cũng như cho tất cả chúng sanh. Takwatruma dùng phần còn lại của cuộc đời bà giảng dạy giáo pháp dựa trên những kinh nghiệm tê lốc và hoàn toàn dâng hiến cuộc sống bà để phục vụ người khác. Bà cũng nói với người hay phàn nàn rằng: "Bất chấp cuộc sống của bạn có khó khăn ra sao, trong cõi người này chẳng thể nào so sánh nổi với đau khổ trong những cõi địa ngục." Takwatruma hành hương đến trung tâm Tây Tạng. Ở đó bà có con trai đầu lòng Chantup Rinpoche, người đã đào thoát đến Ấn Độ, sau đó sang phương Tây. Ông truyền dạy và xây dựng một số trung tâm đạo Phật tại Mỹ và Brazil. Sau đó bà sinh một con gái, Trinle Quang Mô. Năm 1941, vào tuổi 32, bà chết ngay sau khi sinh một người con trai khác. Người con này cũng chết. Người ta đã chứng kiến nhiều điều kỳ diệu vào lúc bà chết và lúc hỏa táng. Bà và những mô tả tê lốc đã truyền cảm hứng trong lòng nhiều người ở nhiều phần của phía đông Tây Tạng, tin tưởng vào luật nhân quả và tái sanh. Điều đó lần lượt đánh thức bản tánh tử tế hơn, kích thích một nền văn hóa quan tâm lẫn nhau.